Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án 4 căn nhà mới nhất. Với 4 căn nhà này thì ô tô đỗ cửa như thực tế ở trên video và có căn ô tô vào được nhà quý vị nha. Thiết kế thì từ 30 cho tới 32 mét vuông, xây dựng là 5 tầng. Hôm nay Ngọc Anh sẽ quay một trong 4 căn để gửi tới cho quý vị. Với cái dự án 4 căn nhà này thì vị trí của nó là cuối khu đô thị Đô Nghĩa, gần như là gần với lại giáp với lại khu đô thị Đô Nghĩa mọi người ạ. Và với cái thiết kế của nó thì cụ thể 5 tầng, 3 phòng ngủ tương đối là rộng. Thiết kế cửa chính là cửa cuốn. Nhà này ô tô có thể vào được nhà. Tầng 1 thiết kế quý vị có thể vừa làm phòng khách, hoặc nếu như mà quý vị chưa có xe ô tô thì quý vị có thể thiết kế phòng khách. Còn nếu như có xe thì quý vị có thể cho xe vào nhà. Hoặc mọi người ơi, kia là bãi gửi xe ngày đêm thoải mái. Đó, đây ngoài sẽ quay review kỹ đường xá cho quý vị. Với cái ngõ trước nhà ở đây thì nó khoảng tầm được gần 4 mét mọi người ạ. Ngõ thông ô tô cụ thể giống như ở trên video và gần với lại giáp với cái vị trí của nó ấy, thì là thuộc phường Đông thuộc Đông La, Hoài Đức, gần như là giáp với lại địa phận Hà Đông. Phù hợp với bác nào đi làm ở Hà Đông hoặc là đi làm ở Hoài Đức nha mọi người. Từ vị trí ngôi nhà này gần với lại trường đại học Phenica, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn Hà Đông, giao thông đi lại thuận tiện. Tầng 1 của ngôi nhà đây, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt xong hết. Theo đúng như hiện trạng của ngôi nhà này thì quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay, sổ đỏ trao tay, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn. Đây là phần tầng 1. Ngoài cái phần để xe ô tô, phòng khách thì đây quý vị có thể thiết kế phòng bếp. Với cái phần không gian phòng bếp cũng đã được hoàn thiện chỉnh chu xong hết rồi. Đó, tủ bếp thì thiết kế gỗ MDF chống cong vênh với căn nhà này thoáng trước và cả mặt sau nữa nha quý vị. Mặt sau của nó cũng là thoáng, mặt sau của nó là nhà văn hóa cho nên cái cửa sổ này mở ra nó là thoáng vĩnh viễn. Chậu rửa, vòi rửa, phụ kiện bếp đều lắp đặt xong hết rồi. Với căn nhà này thì diện tích của nó là 30,7 m² mọi người nha. Tương đối là hợp lý thôi. Đó. Ngoài ra, phần tầng 1 thiết kế thêm công năng ở phía dưới sử dụng tầng 1 ở đây. Đầy đủ về bồn cầu và xịt vòi rửa, máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với căn nhà thông thoáng ô tô vào nhà với cái hướng là hướng Tây Nam, giá bán Ngọc Đại Ánh để ở dưới phần miêu tả cho quý vị nhé. Giá bán cũng rất là hợp lý cho một ngôi nhà ô tô vào được như thế này. Hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 thiết kế toàn bộ là gỗ lim, mặt bậc cổ bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Mời quý vị theo chân Ngọc Anh lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Trên phía tầng 2 của ngôi nhà đây mọi người ơi, cửa sổ thông thoáng. Trên phía tầng 2 thiết kế như sau cho quý vị. Tầng 2 thiết kế cho quý vị một phòng ngủ rất là rộng, một phòng vệ sinh ở phía bên trong theo kiểu thiết kế master. Với cái phòng này thì chủ nhà đã lắp rèm cho mình rồi. Đây mở ra là tương đối thoáng nhá, ánh sáng các mọi người ơi. Đây, ánh sáng tự nhiên, ban công mở hướng ra phía bên ngoài. Với cái vị trí căn nhà này thì nằm ở trong khu dân cư đông đúc, hàng xóm xung quanh rất là thân tiện, cũng như chợ trường phường trạm giao thông đi lại cũng rất là thuận tiện mọi người ạ. Trên phía tầng 2 này thì chủ nhà lát sàn gỗ cho quý vị đây. Thực tế sàn gỗ, hệ thống trần thạch cao. Rồi, đây là phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này đáp ứng đầy đủ bồn cầu, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, lavabo, đó, quạt hút mùi. Và trong nhà vệ sinh thì được ốp toàn bộ gạch lên trên tới tận trần, rất là sạch sẽ. Cửa phòng thì thiết kế ở đây là cửa nhựa lõi thép mọi người nhá. Đó, thiết kế rất là đẹp, vân gỗ, lõi thép, độ bền, an toàn và siêu nhẹ luôn. Tăng tính thẩm mỹ của ngôi nhà mà cái chất liệu này nó rất là mới mẻ ở trên thị trường mọi người ạ. Mọi người theo em lên khám phá tầng 3. Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 2, tầng 3 Ngọc Anh đã chia sẻ cho quý vị rồi, thiết kế giống hệt nhau. Chủ nhà lắp rèm cửa đầy đủ cho quý vị. Đây, mọi người có thể nhìn thực tế đang là không có rèm. Đây, mở rèm ra ánh sáng mọi người ơi. Đây. Ánh sáng tự nhiên. Ban công mở rất là thoáng, xung quanh dân cư đông đúc mọi người nha. Đó, và với cái căn phòng ấy thiết kế rất là vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất ở phía bên trong. Giường, tủ, bàn phấn bởi vì nó vuông cho nên là sắp xếp bố cục của nó rất là hợp lý. Đây là phòng vệ sinh. Thiết kế ở phía bên trong cho quý vị, quạt hút mùi này, bồn cầu này,
hệ thống sen kê tắm đầy đủ, chỉnh chu. Cửa thông phòng thì thiết kế như thế, còn cửa nhà vệ sinh thì thiết kế toàn bộ là nhôm hệ. Mời Ngô Trọng Anh lên khám phá tầng 4 của ngôi nhà. Và Ngô Anh đứng ở đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Trên phía các tầng 2, 3 và 4 thì quý vị có thể nhìn thấy rồi. Tất cả ở phía hành lang cầu thang đều có cửa sổ thông thoáng. Trên phía tầng 4 cũng thiết kế một phòng vệ sinh này. Đây, phòng này thì chủ nhà cố tình thiết kế trên phía tầng 4 khác nhau. Tầng 4 này thì quý vị có thể thiết kế ở chỗ này làm phòng thờ này. Và vẫn được một phòng ngủ ở đây. Đấy. Phòng nào cũng rèm cửa như thế này. Mọi người ạ. Đây, ban công mở thực tế được nhá. Đang nói sẽ mở cho quý vị xem này. Ban công hướng ra phía bên ngoài đây. Xung quanh thì nó cũng nằm trong khu dân cư đông đúc. Và ở cái mặt ngõ này thì cũng khá là yên tĩnh mọi người nhá. Đó, phù hợp với bác nào mà nếu như mà đang kinh doanh online mà cần với cái địa điểm đường ngõ ô tô đi qua được này, có thể điểm lấy hàng, hạ hàng hợp lý, rồi là ví dụ như là shipper đến lấy hàng dễ dàng, thì cái căn nhà này rất là phù hợp mọi người ạ. 5 tầng mà giá bán thì chỉ nhỉnh 3 tỷ xíu xíu thôi. Đó. Và mời quý vị theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà. Tất cả các tầng đều thiết kế như thế này. Tất cả các tầng hành lang đi lên đều có cửa sổ thông thoáng. Trên phía tầng cuối cùng thiết kế toàn bộ là sân phơi cho mọi người. Siêu rộng. Đây là phần sân phơi. Rộng cực kỳ là rộng mọi người ạ. Đó. Thoáng vô cùng. Như vậy Ngọc Anh đã review cụ thể ngôi nhà, đường, hướng, giá em để ở dưới phần miêu tả cho quý vị. Căn nhà review từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà. Có sao thì chia sẻ review cho quý vị như vậy. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin và muốn mua những cái căn nhà đường ngõ ô tô đi qua hoặc ô tô vào nhà thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với lại Ngọc Anh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0933 403 0888 041 444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.